Các em áo khoác dù đi rơ rồ này nha. Áo trong clip mình đều mặc size L, form áo nhà mình rộng lắm luôn. Nhưng nếu mọi người có bất kỳ thắc mắc gì về size thì cứ nhanh tay email lẹ cho shop mình để được tư vấn. Chất vải dù hai lớp, chi tiết trên áo đều là hình in nhưng đảm bảo là không có bị bong tróc gì đâu nha. Nên mọi người cứ yên tâm mà đặt hàng. Mấy em này bán rất là chạy và shop mình cũng nhận được rất là nhiều feedback khen áo xinh từ mọi người. Nên mọi người thấy được cái clip này của tôi á mà không đặt hàng liền là uổng lắm luôn á. Do hàng nhà mình chủ yếu đi sỉ nên số lượng bán lẻ còn rất là ít. Mà mọi người đừng có quên là bên mình vẫn còn tuyển sỉ toàn quốc đó nha. Khi mua 10 sản phẩm là được nhận giá sỉ nè và có hỗ trợ bất bài luôn. Bye bye, hẹn mọi người ở clip sau nhé.